chào mọi người, đây là kênh chuyện cuộc sống trong mắt cô đang có tiền mọi người nhé. Mọi người ơi, mọi người biết mình đang cầm trên tay cái gì không? Cái này ở bên Hàn Quốc người ta kêu là pata photo á mọi người. Còn ở bên Việt Nam mình á chắc gọi là gông nho á. Thì hôm nay Tiền sẽ ngâm mấy cái cọng gông nho này Tiền sẽ ăn. Và bây giờ thì Tiền sẽ cắt ra Tiền đi ngâm nước ha. Hôm ngày Tiền ăn mấy cái loại gông nho này mấy lần rồi nhưng mà Tiền không có quay video á. Thì hôm nay Tiền sẽ quay video cho mọi người cùng xem ha, cái loại gông nho nó trong bịch nó như gì nè, để Tiền cắt ra cho mọi người xem ha. Giờ để Tiền cắt ra Tiền ngâm nước. Cái loại gông này thì mình ăn thì mình phải ngâm nước mới được, đến thôi nó mặn lắm mọi người, ở trong này là nước biển không hả. Tiền cắt nha. Mình để Tiền móc ra cho mọi người xem ha. Trong đây nó như thế này nè, nó cái gọng nho như thế này nè. Một lát mình ngâm nước nữa nó mới nở to ra. Mấy cái nước này là nước muối không nè, nó có để nước muối vô á. Tại vì cái loại gông này là nó ở biển á mọi người, sống ở dưới biển á, cho nên là người ta bán người ta cũng ngâm. Thì được nhiêu đây nè. Bây giờ Tiền sẽ để nước là Tiền ngâm ha. Mình chế nước cho mình ngâm á mọi người. Có cái vòi nước hay là mình Tiền sẽ chế nước cho. Mình chế nước cho mình ngâm là nó nở ra. Giờ mình cho nhiêu nước đây mình ngâm ha. Giờ chế nước vô là nó nở ra liền nè. Mọi người xem nè. Đó. Lúc nãy nó héo queo à, nó ở trong cái bọc á mọi người. Nè, giấc này nó nở ra nè. Để Tiền xả vài nước nữa là cái nào mình để thêm một lần nước sạch vô mình ngâm á. Mọi người xem. Đẹp ghê luôn. Rớt mấy cọng nè. Mình rửa thêm vài nước nữa rồi cái đó mình chế nước sạch nha mình ngâm cho nó ra nước muối á. Tại vì cái loại nho này nó ở dưới biển đó, nó mặn lắm, mình ăn mình phải ngâm cho nó ra cái nước biển nó mới lạc bớt luôn rồi đến thôi nó mặn á. Nó chàng nó nở ra đẹp ghê luôn nè. Để mình rửa thêm một nước này nữa đi rồi mình chế thêm một lần nó sạch luôn nữa mình ngâm. Rồi. Rồi mình để đây mình ngâm ha mọi người. Khoảng chừng 10 phút 15 phút gì đó cho nó ra hết cái nước muối đó, cái đầu mình ăn. Để nè nhìn dễ thương thấy ghê luôn, cộng nào cộng lấy cái này mọi người xem nè, giống như là cái đùm trứng, cái đùm trái nho, bởi vì người ta kêu là gông nho á. Rồi Tiền sẽ để đây. Rồi, trước khi mình ăn gông nho này thì Tiền sẽ đi ra ngoài trước và coi có mấy trái đào, mình đi hái đào, hái vài trái đào mình ăn ha. Rồi bây giờ mời mọi người theo Tiền. Cái này mình ướp lại, cái gỗ này mình ướp lại để cho bụi nó vô. Bây giờ mà mọi người theo Tiền hái đào ha. Ở trước rừng bò có cây đào mà nó không có được trái nhiều, mọi người có mấy trái nè. Nè ở phía trước đằng này có mấy cây đào nó có trái, bữa hổm cái cây này cây mặn Hà Nội nè, bữa hổm nó có trái Tiền hái hết rồi. Hái hết rồi, đến nay hết mùa mặn rồi. Đây là mấy cái cây
táo đỏ nè. Táo đỏ thì ở bên Việt Nam mình thì mình tiện thấy còn gọi là cây táo tàu á mọi người. Nè này nó có trái hơi cỡ bằng ngón tay tí xíu rồi nè, lớn rồi nè. Vài bữa nữa thì nó to thì Tiền sẽ qua quay cho mọi người cùng xem ha. Này nó chưa có to gì mấy, nó còn nhỏ nè. Nguyên cây luôn. Ở phía trên cũng nhiều lắm, để Tiền quay gần cho mọi người xem phía trên ha. Rồi bây giờ thì mình qua cây đào đây nè. Phía này là cây đào nè mọi người. Nè. Đào được mấy trái nè. Trái này nó bị hư rồi nè. Để Tiền hái mấy cái trái này nè mọi người. Này nhánh này nó có mấy trái nè. Trái này bị thúi nè. Bỏ nó ủng ghê không? Ra phía bên đây. Mấy trái này là nó bị hư hết trơn rồi mọi người, không có xịt phân thuốc gì hết trơn á. Thế Tiền để xuống dưới này ha. Nè. Trái này bị hư hết trơn rồi nè, ổn ghê không? Nhưng mà nó còn nửa trái bên đây nè. Ở phía trong này cũng có nữa nè. Đây. Đây, phía trong. Nè, đây có một trái nè, đó. Cái này nó cũng bị nứt đường nè, mình hái cái này luôn ha. Đó. Nè. Không có được đẹp lắm, mấy trái đào này nó bị sâu hơi nhiều quá. Được mấy trái mà sâu xia không rồi nè. Đó. Rồi để Tiền để xuống đây ha. Ở phía bên trong này cũng có nè, để Tiền đi vào xem cho mọi người xem nè. Đó. Trái này nó bị hư quá tràn nhiều luôn nè. Uổng ghê luôn. Nhưng mà nó còn cứng á. Uổng ghê luôn á. Trái này cũng hư nữa nè. Uống hết trơn nửa trái luôn mà bỏ. Trái này chắc nó còn nhỏ nè. Trái này thấy nó còn nguyên mà. Để cho nó bự bự một chút nữa. Không biết táo bự, không biết còn được ăn không, hư nữa nè. Nè, nó đây có một trái nữa nè. Cái trái này nó còn hơi nhỏ hả mọi người. Tiền sẽ để cho nó to to xíu, phía đây cũng có nữa nè. Hai trái này hư là mình hái bỏ đi. Hư hết trơn. Phía trong nữa nè. Quá tràn đào. Hôm nay năm nay mẹ chồng có tiền không có xịt phân thuốc á, cho nên là nó bị sâu xia quá mọi người. Đang trái nữa nè, nó qua bên đây thì cái bên thì cây táo tàu nè, táo đỏ nè. Nè. Này trái cũng ra nhiều nè mọi người xem nè. Nhìn giống trái cành nào bên Việt Nam mình ha. Nhìn mấy cái trái táo tàu non, táo đỏ non này nhìn thèm cà na. Rồi. Rồi nãy giờ thì mình hái cũng được bóng trái gì đó mà bị sâu bị ấy trơn à. Để mình đem vô chuồng bò mình gọt ra mình ăn hết mọi người. Mấy trái nè. Trái này bị sâu nè. Đó, mà nửa trái bên đây nó còn cứng nhắc luôn rồi. Bỏ uổng ghê luôn á. Mấy trái này, bốn trái này mình sẽ lấy vô mình gọt ăn. Lấy mấy trái này vô gọt ăn mọi người. Rồi, bây giờ mình sẽ đi vào gọt táo, gọt đào ăn ha.
mình đi vào chuồng bò. Đây là phía trước chuồng bò nè. Giờ mình sẽ đi vào chuồng bò mình nè. Trong thời gian mình đỡ mấy cái gông nho cho nó nhả cái nước muối ra, cho nó đừng có mặn á, thì mình gọt mấy trái táo, gọt mấy cái trái đào mình ăn. Mình giờ vô tới chuồng bò nè. Rồi bây giờ mình đi gọt mấy trái đào ăn. Mình lấy cái gỗ nè, lấy cái nhỏ nha. Rồi mấy cái gông nho nãy giờ mình ngâm nó nở ra nè mọi người. Để tiền lấy một cọng thì ăn thử ha. Cọng gông nho nè, tiền ăn thử ha. Nó cũng còn hơi mặn mặn nha mọi người. Rồi bây giờ thì để tiền gọt mấy trái đào này ra ăn ha mọi người. Cái trái này nó bị sâu xìa ghê quá. Mình úp nó xuống đi. Mình gọt cái trái này nó nguyên nè. Đào này nó chưa có to, nó chưa có chín đó mọi người. Nó còn xanh đó. Nếu như mà nó chín nó to thì nó cái đào này nó to lắm chứ nó không có nhỏ gì đâu. Chỗ này nó cũng bị hơi sâu rồi đó. Khúc đầu này sâu rồi, mình ăn khúc đít cái này đi ha. Ăn thử. Ở trong nó hồng. Cái hộp nó hồng giòn ngọt ngay nè mọi người. Ngọt ngay luôn. Rất là ngọt luôn. Cắn chúng cái hộp nó hơi cứng nè. Bị nứt nhượm ra. Con ngận đồng mới hái ăn nó giòn khấy luôn. Nó giòn mà ngọt ngay nè. Cái hộp cũng nó màu hồng nè mọi người xem nè. Lẹp lên á. Miếng này có sâu. Mình khoan cái hộp nè. Dạp ra luôn. Mọi người ơi, thì ăn hết một cái đào mà bây giờ tiền sẽ mình sẽ vớt mấy cái con nho ra mình ăn ha. Mấy trái đào mình để vào cái mâm của mình đây nè. Rồi bây giờ tiền sẽ vớt cái con nho ra. Vớt mấy cái con nho này ra cho nó ráo nước cái này. Mình chấm tương ớt. Đó. Nhưng mà mẫu con nho rất là đẹp bắt mắt luôn. Mình để đây hai loại. Loại ớt chân su. Và nước sốt Hàn quá. Rồi. Rồi bây giờ mời mọi người ăn gông nho với tiền ha. Mình chấm hai loại nước sốt. Một loại là của Việt Nam mình là con tương ớt thôi mọi người. Tương ớt chinh xu. Còn cái loại bên đây là của Hàn, tương ớt Hàn. Chú Trân. Thì trước tiên thì tiền chấm cái loại tương ớt của mình trước ăn ha. Tương ớt chinh xu.
Mấy người này làm như nó cũng muốn ăn, nó bay hoài. Chấm tương ớt ngon mọi người. Mình ăn không ha. Cái loại nho này á, mình ăn á mình phải chấm cái gì đó chứ ăn không á nó lớn lên lợi chả có cái mùi vị gì hết mọi người. Và bây giờ thì mình sẽ ăn cái loại tương ớt tố chăn của Hàn Quốc. Mời mọi người ha. Mình thấy giống cái tương ớt chinh su của mình nó ngon hơn, nó cay nhưng mà nó ngon hơn. Gió bài quá chạy mấy người đó, vừa gửi rồi vừa quả nó tiêu. Ở đây mọi người biết làm sao có gùi nhiều không? Thức ăn với lại gom với lại phân bò nè, nó hôi á, cho nên là ruồi nó phù rất là nhiều luôn. Nhìn cái màu gông nho nó đẹp lắm mọi người, nó đùm đùm đùm, bởi vì ở bên Việt Nam mình chắc gọi là gông nho á, ở bên Hàn Quốc này thì kêu là butterfoto. Chấm tương ớt ăn không á thì nó cay cay nhưng mà nó có vị ngon, còn ăn không á nó chả có cái mùi vị gì hết mọi người. Mình sẽ gọt thêm một trái đào mình ăn nữa. Cái cây dao bào này rất là hay luôn mọi người, bào á nó nhanh lắm. Nãy thì ăn hết một trái rồi, còn mấy trái nữa giờ ăn luôn. Cái hậu ở trong nó đổ bét à, nó đẹp ghê luôn á. Hôm bữa thì ăn mặn Hà Nội á, bên chuồng bò ngoài phía bên đó đó, mấy con bò ở bên đó bữa đó thì cho ăn mặn Hà Nội, nhưng mà có một con nó ăn hết sức luôn á. Cái hộp nó, cái màu nó im hết sức à, nó giòn mà nó ngọt ngay à, đào mình mà hớt hái xuống á. Cái ngọt cái mình phải nói chứ, ngon, ngọt giòn mà ngon. Nhìn rồi nó bu. Nói chuyện ăn hết cái trái đào này không rồi cái từng quay vòng vòng cho mọi người cùng tham quan cái chuồng bò ha.
còn hột không? Ăn giòn nhớ tại thiên thiên tại thiên á, đào cái nào cũng cắn cái giục bó. Bây giờ thì Tuyền mời mọi người theo Tuyền thông báo phong cảnh trồng bò như thế nào ha. Đây thì Tuyền quay phong cảnh trồng bò cho mọi người cùng xem ha. Chắc này chưa nắng rồi á, cho nên là mấy con bò nó cũng nằm, con bò nó nằm, bò con ở phía sau con bò này cũng có con bò con nó nằm ở phía sau này. Nằm ở phía sau. Rồi mình sẽ đi tiếp về phía trước, ở phía trước đàn chim sẻ nó bay lên kìa, quá chàng mấy con chim sẻ nó vô nó ăn thóc ở trong mấy cái gơm nó rớt xuống rồi mọi người. Với ba cái thức ăn mà mình cho bò ăn á, bò ăn nó còn sót lại á, mấy con chim sẻ nó vô nó ăn. Đây có con bò con mới đẻ nè. Rồi bây giờ Tuyền sẽ đi tiếp về phía trước nha. Mấy cái bao này là mọi người biết cái gì không? Đây là những cái mặt cưa trồng Tuyền chuẩn bị sẵn, đặng chừng nào mà phân bò nó nhiều cái đầu mình sẽ hốt phân bò. Hốt phân bò xong rồi cái mấy cái bao mặt cưa này nè sẽ lót ở dưới cho nó đừng có trơn cái nền nó, để không thôi mấy con bò nó trơn á nó té nó sẽ bị thương, bị gãy giò mọi người, gãy chân á. Sẽ đổ mấy cái mặt cưa xuống cho nó đừng có trơn á. Tại vì phân bò mình mà hốt rồi á thì nó có nước ẩm 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 á. Nước phân bò nó dính cái nền á, nó trơn lắm. Chuồng này cũng có mấy con bò con nữa nè. Thì dài phía bên đây. Giấc trưa này thì bò nó cũng nằm nó nghỉ hết rồi. Nó con này nó thấy mình lại nó đi lại nè. Liếm. Sợ chạy à. Để Tuyền đi gặp phía sau trường bò quay cho mọi người cùng xem ha. Đây mấy con bò nó ngay cái này cũng đang làm nghỉ hết đây nè mọi người. Ở phía bên này là những cái cục gơm trồng ở Tuyền bảo quản nha mọi người. Còn phía sau này nữa là chuồng có mấy con bò con. Đây để Tuyền đi qua Tuyền quay chuồng có mấy con bò con cho mọi người cùng xem ha. Phía sau này chuồng có mấy con bò con nè, chuồng này nè. Mấy bò con nó nằm ở trong đây với con bò mẹ, xong cái đầu nó sẽ ra phía bên đây. Chồng Tuyền có làm cái cửa cho nó đi ra đi vô được á, có chừa cái cửa cho nó ra, cho nên là nó muốn ra muốn vô nhưng mà chỉ có bò con đi được thôi, còn con bò bự không có ra được. Mấy con bò này nó đang nghỉ nè. Phía trước này là rơm. Rơm trồng Tiền bảo quản đặng giữ cho nó được lâu cho bò ăn á mọi người. Rồi. Mấy người ơi, nãy giờ thì Tiền đi ra ngoài cây đào á, hái đào rồi vô mình ăn đào rồi mình ăn gông nho nữa. Cho nên là video của Tuyền nãy giờ chắc cũng dài rồi, thì bây giờ thì Tuyền xin tạm dừng video tại đây ha. Và hẹn gặp lại mọi người trong video tiếp theo. Bye bye.